Nào ban đầu xin chào các bạn đã thấy những bông hoa mai nở rực rỡ. Ở trên có cái thức đường Đặng Văn Ngữ này thì hoa mai là trước gió rất là nhẹ nhàng phơi phới đang bảy chào cái cung đường đã hoàn tất trong những cái ngày tháng mà công trình thủy lợi của tỉnh Bình Thuận đã thực hiện. Và công trình hôm nay thì nói chung là cũng đã hoàn thành ở cái giai đoạn mà nói chung là bà con rất là phấn khởi. Vì cái con đường này trước đây các bạn thấy là nó sẽ bị ngập nước, chỉ cần là một con mưa là các bạn đã thấy rồi. Những hình ảnh này mình đã đi lại những năm tháng mà cung đường này rất là đi đứng rất khó khăn. Vì mưa xuống khoảng nửa tiếng hồ là nước đã ngập, vì không có một cái lối thoát, không có đường cống. Đó, đó các bạn đã thấy rồi. Đó, cho nên là cái này là sự là thiết tha và mong muốn của bà con đây đã lâu lắm rồi, các bạn rất lâu, chứ không phải là muốn là đưa đi đâu. Đó, bạn thấy xe cộ đi nhiều khi mà mưa mà có một vài tiếng đồng hồ thì nước sẽ ngập tràn vào nhà, có nhà như là nước vào. Cũng ngay cả nhà mình, nhà cũ trước kia thì khi mà có một chiếc xe bốn chỗ đi ngang qua là nước sẽ tràn vào nhà này. Thì qua tình hình đó thì nói chung là công trình thủy lợi của tỉnh cũng đã thực hiện đó, các bạn đã thấy. Bây giờ xe móc ở hành lang. Nhà hành lang này là cái đường bê tông của mỗi nhà làm cái lối đi vào đó, ngay đã lên nhà mình đó, nhà mình bây giờ là đó. Thì cào xong rồi bây giờ muốn đi vào thì bây giờ phải đổ đất như vậy, hoặc là mình lấy một cái lưới sắt nào đó mình để đứng. Thì khi làm như vậy thì coi như là đường ống nước là sẽ bị bể. Tại vì xe nó móc xuống rồi nó đâu có thấy là cái chỗ nào là cái ống nước cấp cho từng hộ gia đình. Tại cái đường ống cấp nó sẽ chạy dọc theo cái hành lang. Đó, xe móc. Khi móc như thế này thì coi như là sẽ đụng cái ống cấp của cấp nước. Cái ống cống này thì khoảng 50 phân. Cũng nhỏ nhưng nó lớn đó. Bây giờ là khi đã móc xong rồi bây giờ đưa ống xuống. Rồi khi ống xuống thì xong rồi giờ là các anh đã thả xi măng. Đổ xi măng, đổ xi xuống. Nói chung là cái công nghệ này làm thấy rất là thô sơ. Công nghệ này rất là thô sơ. Anh em làm như thế này rất vất vả. Công nghệ máy móc là bị hạn chế. Bây giờ coi như là thay vì con lương là đúc luôn, hồi xưa kia là coi như đúc luôn ở trên lại đường. Nhưng bây giờ là các anh này anh đổ từng tấm như vậy đó. Bây giờ là anh cho xe móc từng tấm đưa vào thì mình thấy từng tấm nó không đều. Ok, xong rồi bây giờ là cái vệ đường ở phía bên trong đó, đường bên trong bây giờ các anh này mo để mà sẽ đổ cái bê tông tươi, sẽ đổ bê tông tươi vào cái bên phía trong của con lưng. Các bạn thấy là bên kia làm rất là vất vả, công nghệ rất là thô sơ, dùng sức con người không. Cái đài xe thắt nhà mà ra bây giờ phải đổ đất và chạy đỡ như vậy. Nói chung là làm như vậy thì rất là phiền phức,
sự đi đứng đi lại cái con đường này rất là bị ách tắc. Nhưng mà cũng phải chịu đó, các bạn thấy cái ống cấp vào nhà của mình á, ống cấp vào nhà mình là bây giờ nó cao, bây giờ khi làm cái này coi như mỗi người phải trả tiền cái linh kiện là 80 ngàn. Cho nên mình thấy cái công trình này không hiểu là thực hiện làm như thế nào vậy, coi như làm như vậy coi như là bắt người dân phải chịu những cái linh kiện đó 80 ngàn. Nó đổ bê tông tươi đó coi, một bê tông tươi này là của Rạng Đông, thì công ty thủy lợi này hợp đồng với quản là Rạng Đông để mà đổ bê tông tươi. Nói chung là làm cái này mình thấy làm nó hời hợt quá. Nếu mà nói về xây dựng thì làm gì bây giờ cứ đổ đại xuống hồi còn thâu sập. Cho nên mình nghĩ rằng cái loại đường này cũng như đến lúc nào đó không có thời gian không có dài nó sẽ đứt nảy hết. Cái bọn này không thống nhất nhà rồi lắp đặt nhà rồi không để như vậy thôi, nó không có sự đồng bộ. Và khi đổ xong thì láng như vậy, mà khi đổ xong thì bây giờ mỗi người tự làm cái lưới sắt để vào lưới nhà. Đó, mỗi người tự làm một cái lưới sắt để mà vào nhà là như vậy. Hồi trước là cái như đổ bê tông từ ngoài lên với cái độ cao của nhà để vào rất dễ. Cho nên bà con rất than phiền, bây giờ mới tốn mối tiền coi như là cứ thời gian qua đi thì cái sắt nó sẽ gãy đi. Nói chung là nó không có bền, thay vì mình làm bê tông. Nhưng mà có nhà thì làm, có nhà không làm. Đó, từ khi mà làm thì coi như là nghiệm thu thì là đập phá. Đó là nhà của mình, nhà mình bây giờ đó làm nguyên sắt để vào nhà. Nói chung là làm không có một cái sự đồng bộ, rất là tốn kém, mà tốn kém tiền đề tiền của nhân dân thôi chứ tiền của ai bây giờ. Mình nghĩ nếu mà lắp đặt thống nhất luôn thì nó rất đẹp, nhưng mà cái hành lang này nó không đồng bộ, nhà thì làm trồi ra trước, nhà nào làm sao thì lúc nào cũng hơn cái nhà trước là trồi ra trước. Thay vì nhà trước là làm 20 mét, còn nhà sau làm nữa thì thêm là 20 mét, 20 mét là 5 20 mét 10. Đó. Và cho nên là các bạn đã thấy là cái con đường nam nhân nữ này nó tạo ra là như vậy. Và cho nên mình giới thiệu và mình sẽ đưa cái hình ảnh này lên để cho các bạn bè xa gần xa để thấy được cái hình ảnh này. Các bạn thấy đó. Như vậy bây giờ qua cái quá trình mặt luật thì bây giờ là cái điều mong muốn của nhân dân là làm cái con đường này không mặt luật nữa, thì là hành lang như thế và nó không có sự đồng bộ đi lên. Có người thì làm lưới sắt để đi vào, còn có người là đổ bê tông. Thì các bạn đã thấy cái hình ảnh đó như vậy. Nhưng mà mong mai vẫn nở được rồi, 2-3 tháng nay rồi, năm nay là mất dịch Covid rồi, tự nhiên là mong mai nở rất sớm. Nếu mà ai chơi chuyên bán thì nó là khác. Thôi bây giờ đến đây là mình cũng xin chào các bạn, mình giới thiệu con đường đạo ngôn ngữ là nó như thế. Xin chào các bạn nha.